nên người niệm phật thường ở trong nghịch cảnh mới tốt thường gặp người ác giúp họ tu hành nghịch cảnh ác nhân ta đều có thể nhẫn họ đều có thể tùy thuận khi sức mạng chung nhất định giảng sanh phải nuôi dưỡng thói quen này hủy nhục như thế nào đều có thể nhẫn thọ nở một nụ cười là giải quyết tất cả trong tâm nghĩ phàm sở hữu tướng giai trị hư vọng nhất thiết hữu viên pháp như mộng huyễn bào ảnh không nên so đo tính toán bất luận họ dùng thái độ như thế nào đối với ta cũng đều cung kính đối với họ chúng ta xem họ như một vị Phật Vì họ vốn là Phật Hiện nay vì mê hoặc điên đảo Nên làm sai việc này Nếu tỉnh táo Họ sẽ không làm ra việc như vậy Cần phải thông cảm cho họ Không nên có chút oán hận nào Còn phải cảm ơn họ Được như vậy chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh nếu họ dùng thái độ không tốt đối đãi trong lòng mình khó chịu không vui vì vậy thì cảnh giới của chúng ta sẽ hạ thấp xuống lên hay là xuống là thiện hay là ác đều ở trong một niệm của chính mình hoàn toàn không liên quan đến cảnh giới bên ngoài đạo lý này cần phải hiểu vì nó rất thâm sâu Người ta tu hành thành tựu là thành tựu ra sao? Tức trong thời gian một niệm của họ là thiện niệm Họ có thể hằng thuận chúng sanh Có thể buông bỏ thành kiến của chính mình Nghe người khác Nhưng không tranh luận với người Như vậy cảnh giới này sẽ được nâng cao Nếu tâm không phục Nhất định phải lý luận với họ Như vậy thì cảnh giới sẽ hạ xuống Đã nói ra hết nỗi giận dữ Nhưng chính mình lại vào trong tam độ ác đạo Như vậy là sai Người xưa có câu nói rất hay Thiên hạ bổn vô sự Dung nhân tự ưu chi Hạ tất tìm phiền phức cho mình Thiên hạ thực sự là không có việc gì Nên 53 lần tham học Của thiện tài đồng tử Không thể không đọc Nếu đọc hiểu rồi Ta sẽ biết Vì sao thiện tài Trong một đời thành Phật mọi thứ đều có thể nhẫn mọi thứ đều có thể tùy thuận thật là đáng nể ác duyên nghịch cảnh có thể nhẫn nhưng không sanh tâm sân ghế Bất luận trong cảnh giới nào Ngài đều duy trì thanh tịnh bình đẳng giác Thanh tịnh bình đẳng giác Sanh trí huệ Không sanh phiền não Hoàn toàn là trí huệ giải quyết vấn đề Bất luận là đối với người thiện người ác Đều phải thật sự cung kính Thật sự cúng dường và thật sự sám hối hành thiện thì khen ngợi làm điều bất thiện thì không nói không nói nhìn thấy bất thiện thì không nói đây gọi là xưng tán như lai làm việc tốt đối với chính họ có lợi ích đối với chúng sanh có lợi ích thì nên khen ngợi đối với chính mình không tốt đối với chúng sanh không tốt không nên nói không nên phê bình như lý thế dân nói đạo tràng tốt hay không tốt đều không nên nói ông ta nói điều này tương ưng với trong kinh điển nói tương ưng với thập đại nguyện vương trong lòng mình hiểu là được tuyệt đối đừng nói ra đúng như vậy cần nên học các bậc thánh hiền ngày xưa nói bệnh từ miệng vào cây này thích ăn cái kia không thích ăn chọn cái này lựa cái kia ăn xong thành ra một thân bệnh họa từ miệng mà ra như vậy là sao là tùy tiện phê bình người khác khi phê bình là vô ý nhưng người nghe lại có tâm ghi hận trong lòng tương lai tìm cơ hội để báo thù ta còn chưa biết kết oán từ đâu nên cần phải học tuyệt đối không nên phê bình sai lầm người khác phải tránh tất cả đố kỵ chướng ngại nơi nào có Bồ Tát đều khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Con người ở đây thấy Bồ Tát là ghét, thì Bồ Tát nên ra đi. Vì sao vậy? Để họ sanh tâm hoan hỷ. Đây thực sự là từ bi. Khi nào họ hoan hỷ thì lúc đó lại đến, không hoan hỷ thì đi. Trong Kinh điển Đại Thừa dạy chúng ta, học là phải hành. Đây chính là có trí huệ, biết tiến thoái. Khi nào có thể tiến, khi nào cần phải thoái. suốt đời chúng tôi không có đạo tràng một đời tùy duyên nơi nào có duyên mời thì đến đó giảng kinh